quan không cần trả tiền. Sao lại lấy của tôi? Ái chà, đẹp đấy. Này, cầm lấy. Bẩm quan lớn. Cái gì? Đã giàu nước đố đổ vách ra, rồi còn đi cướp của dân. Đúng là lòng tham không đấy. Con trâu nhà lão kia béo quá, chẳng bù cho con trâu nhà mình ốm yếu gầy còm. Con trâu, làm thế nào nhỉ? Ông là ai? Ta là thổ địa. Thổ địa cái con khỉ. Ông vừa làm con trâu của ta chạy mất rồi kia kìa. Tưởng gì, con trâu thì có gì mà phải tiếc. Ta còn có thể cho ngươi nhiều thứ đáng giá hơn thế. Ông có gì cho ta? Trong mỗi cánh cửa này sẽ có một món quà. Ngươi có thể chọn cho mình một cánh cửa. Nhưng lưu ý, mỗi cánh cửa bỏ qua sẽ không được chọn lại đâu. Vậy sao? Ngôi nhà lụp xụp này thì báu gì? Để xem cánh cửa thứ hai có gì nào. Trời ơi, một cung điện. Nó sẽ là của mình ư? Không thể tin được. Mà từ từ đã chứ, vẫn còn ba cánh cửa khác đang chờ mình cơ mà. Việc gì phải vội? Nhưng mà bỏ qua cánh cửa này sẽ không thể chọn lại được nữa. Thôi, ba cánh cửa kia chắc còn nhiều thứ hay ho hơn. Ôi, vàng. Có cả đống vàng này thì ta xây bao nhiêu cung điện mà chẳng được. Càng ngày món quà càng to. Còn hẳn hai cánh cửa nữa, phải đến xem nhanh thôi. Trời, còn hơn cả lúc nãy nữa. Mình thật sáng suốt khi không chọn hai cánh cửa kia. Sao mình lại gặp may thế chứ? Cung điện này, đống vàng này sẽ là của mình. Mình sẽ chọn cánh cửa này. Nhưng mà cánh cửa tiếp theo sẽ có gì nhỉ? Chắc sẽ hơn đứt những cánh cửa này cho mà xem. Nếu vội vàng mà bỏ lỡ thì phí quá. Thôi, chọn cánh cửa còn lại vậy. À, gì thế này? Cứu! Tham thì thâm mà, quả không sai. Cứu! Hú hồn! Liệu mình có bị quả báo như thế không? Lạy trời, xin hãy tha cho con biết tội rồi. Truyền thuyết Hoa Đỗ Quyên. Ngày xưa, ở một khu làng nhỏ trong núi, có đôi vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau. Vừa mới vào hạ, theo như lời thầy pháp mách thì loài hoa đỏ trên đỉnh Vân Nam chắc cũng sắp nở rồi. Mình đi bây giờ sẽ vừa kịp lúc hái hoa về cho vợ. Với loài hoa này chắc chắn vợ mình sẽ sớm sinh được quý tử thôi. Chả nhẽ lời của lão phú hộ là sự thật. Đã 3 tuần trăng rồi mà sao chồng mình vẫn chưa về. Mình phải đi tìm anh ấy mới được. Mình ơi. Giờ này anh ấy đang ở đâu? Người vợ quyết tâm đi tìm chồng. Thế nhưng càng đi vào thì rừng càng sâu hun hút, mà bóng dáng người chồng mãi chẳng thấy đâu. Đến khi sức cùng lực kiệt, cô thiếp đi bên tảng đá trong rừng và chẳng thể tỉnh lại nữa. Con gái của ta,
sao con lại chết lẻ trở thành oan hồn vất vưởng giữa rừng sâu thế này? Con đi tìm chồng của con, chả hay người có biết chồng của con đang ở đâu không? Trong suốt 10 dặm quanh ngọn núi của ta, ta chẳng nhìn thấy bóng dáng ai hay ngôi nhà nào cả. Con đã đi tìm chồng suốt chặng đường xa đến như vậy hay sao? Vậy mà con vẫn chưa thấy chồng của mình đâu cả. Hay có khi anh ấy đã bỏ mạng ở vực sâu hung hốc nào rồi? Con đừng quá đau lòng. Biết đâu chồng con cũng đang đâu đó đi tìm con thì sao? Nếu chồng con cũng đang đi tìm con thì chi bằng con hãy đợi ở đây đi. Nhưng giờ vợ chồng con âm dương cách biệt, con sợ chồng con không thể thấy được con nữa. Ta sẽ giúp con hóa thành một loài hoa ở đây, để nếu chồng con có tìm đến cũng sẽ nhận ra con. Ta đặt tên cho loài hoa này là hoa đổ, có nghĩa là đợi. Hy vọng rằng có ngày con sẽ hội ngộ cùng chồng mình. Vợ ơi, mình đâu rồi? Mình đi cũng đã lâu, chẳng nhẽ cô ấy vào rừng tìm mình ư? Mình ơi, mình ơi. Ngày qua ngày, anh len lỏi trong rừng tìm vợ, cho đến một ngày. Một mình trong rừng đi tìm vợ, đến khi sức cùng lực kiệt, cũng là lúc anh đến được tảng đá ngày xưa vợ mình đã dựa vào đó. Không hiểu sao khi nhìn xác hoa này ta lại đau lòng đến vậy. Con chính là người chồng mà người phụ nữ ngày nào đã lặn lội vào rừng sâu tìm kiếm đây ư? Ngài thấy vợ con ư? Cô ấy đâu rồi ạ? Cô ấy đã một mình len lỏi trong rừng thiên nước độc không biết bao nhiêu ngày tháng để tìm con. Nhưng giờ thì cô ấy đã có thể an nhàn hơn rồi. Cô ấy vẫn ở đó đợi con đấy. Tấm lòng của vợ chồng con thật khiến ta cảm động. Nhưng tiếc rằng vợ con cô ấy đã không còn nữa. Còn con thì cũng không thể cứ làm linh hồn vất vưởng với nỗi đau trong lòng lớn như vậy được. Ta sẽ giúp con hóa thành loài chim quyên, hay có nghĩa là quên, để quên đi được con đường đau khổ mà hai vợ chồng con đã phải trải qua. Nhờ thần núi động lòng, người chồng đã được hóa thành chim quyên. Nhưng chú chim kia không chịu bay đi đâu, mà chỉ đậu ở bên cây hoa đổ, cất tiếng hót như tiếng kêu than đầy tuyệt vọng. Và cũng từ đó, loài hoa rực rỡ nơi rừng xanh được mọi người gọi là hoa đổ quyên, để tưởng nhớ cho một mối tình chung thủy. Món quà của vua Thủy Tề. Ngày xưa, ngày xưa, từ khi loài vật còn biết nói tiếng người, có một chàng trai tên là Iris, mồ côi từ bé, nhưng tính tình lại thật thà, tốt bụng và hiền lành. Hằng ngày, chàng vẫn thường vào rừng đi đào củ mài để kiếm sống. Một hôm, như thường ngày, chàng vào rừng đào củ mài, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc bẫy. Là một con rắn nhỏ, tội nghiệp cho mày quá, để tao cứu mày nha. Những đám dây gai này sắc nhọn quá. May quá gỡ được rồi, nhưng mày cũng bị thương, cố chịu đau một chút nha. Tao đưa mày về nhà đắp thuốc là khỏi ngay thôi. Vết thương của mày cũng sắp lành rồi đấy, chịu khó thì mấy hôm nữa là khỏi hẳn ngay thôi. Ngày lại ngày, Iris tận tình chăm sóc rắn, cho đến khi vết thương lành hẳn, rắn ở lại nhà của Iris, bầu bạn cùng chàng và những người bạn nhỏ trong nhà. Cuộc sống bình yên cứ như thế trôi đi cho đến một ngày. Anh Iris này. Rõ ràng là mình nghe có tiếng ai gọi mình mà nhỉ? Là em mà anh Iris ơi. Là em ư? Vâng, là em. Em vốn là con trai của vua Thủy Tề, vì mãi chơi nên mới bị mắc bẫy. Mày có anh cứu giúp lại được vui sống cùng anh và các bạn thế này, em lấy làm sung sướng lắm. Thì ra là vậy, sao bây giờ em mới nói anh biết? Vì em muốn được ở chơi lâu hơn với anh ấy mà. Nay em có ý định về nhà, nên mới cất lời muốn mời anh về nhà em chơi một chuyến. Anh về cùng em nha, chắc chắn cha em sẽ rất vui mừng được đón tiếp anh đấy. Các bạn ở nhà trông nom nhà cửa nha, để ta đi cùng với rắn một chuyến xem sao.
cảm tạ tấm lòng tốt bụng của ngươi đã ra tay cứu con trai ta. Này con trai ta mời được ngươi về đây thì hãy lưu lại sống cùng chúng ta. Ở dưới này không thiếu một thứ gì, ngươi sẽ được sống một cuộc đời sung sướng. Quả thật khi xuống đây thần bị hoa mắt bởi vẻ đẹp và sự xa hoa tráng lệ của thủy cung. Nhưng mặt đất mới chính là cuộc sống của thần. Dù nghèo khó vất vả nhưng thần vẫn muốn ở nhà của mình hơn. Thần chỉ ở lại chơi vài ngày rồi xin phép đức vua cho thần trở về nhà. Còn quá là may mắn mới gặp được người tốt thế này cứu và cưu mang. Thần nghĩ mãi vẫn chưa ra thứ gì thật giá trị để đền đáp xứng đáng cho chàng trai trẻ này. Theo con nên thế nào? Thưa cha, con thấy anh đã đến tuổi lấy vợ mà vẫn sống cô đơn một mình. Chi bằng cha hãy gả chị gái con cho anh và ban tặng anh chiếc quạt thần. Có quạt thần trong tay sẽ giúp cho cuộc sống của anh chị luôn ấm no đủ đầy. Điều đấy cũng làm cha an tâm hơn mà. Có thế mà ta không nghĩ ra. Ý kiến hay lắm. Gặp người tốt thế này quả là xứng đáng với chị gái của con. Ta thấy ngươi cũng hiền lành, lương thiện, lại không tham lam. Vậy ta có ý muốn gả công chúa Thủy Tề cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Dạ thưa đức vua, nếu có được đặc ân đó, thần vô cùng cảm tạ ạ. Chỉ là cuộc sống của thần trên mặt đất rất bình dân, cơ hàng e rằng công chúa Thủy Tề sẽ trăm bề vất vả. Ngươi khỏi phải e ngại, ta ban cho ngươi chiếc quạt thần cũng coi như là món quà cưới ta tặng cho hai con. Có chiếc quạt thần, con sẽ có được cuộc sống đủ đầy. Và hãy nhớ, nếu quạt một cái thì mọi ước muốn sẽ thành hiện thực, quạt hai cái thì tức là mọi ước muốn đều tiêu tan. Tạ ơn đặc ân của người ạ. Nhờ sự chân chất, thật thà, lương thiện mà Iris được vua Thủy Tề gả con gái và ban tặng chiếc quạt thần có phép màu, cầu được ước thấy. Chàng đưa công chúa trở về nhà và dùng chiếc quạt thần làm phép biến túp lều của mình thành ngôi nhà khang trang đẹp đẽ. Từ đó hai người sống bên nhau bình yên, hạnh phúc. Có chiếc quạt thần trong tay, Iris không quản ngại giúp đỡ những người dân nghèo. Chàng đối tốt với tất thảy mọi người xung quanh, kể cả với những con vật nhỏ bé được nuôi nấng trong nhà. Đáp lại, ai ai cũng đem lòng yêu mến vợ chồng Iris tốt bụng và hiền hòa. Tên mồ côi khố rách áo ôm Iris ở làng bên bỗng chốc trở nên giàu có. Con vợ đẹp lại được dân làng yêu quý. Hóa ra là nó có chiếc quạt thần trong tay. Ta nhất định phải có được thứ quý giá đó của hắn. Ngày mai thằng Iris xuống núi, chúng bay phải nhân dịp này xông vào cướp hết của cải nhà nó, bắt cả vợ hắn và mang chiếc quạt thần về cho ta. Tôn lệnh. Thả ra, thả ta ra, thả ta ra, lũ độc ác bất lương kia. Iris, Iris ơi, chàng ở đâu? Hãy mau về cứu thiếp đi. Thả ra. Từ giờ ta sẽ có vợ đẹp, lại có cả chiếc quạt thần trong tay, thì ta sẽ có một cuộc sống xa hoa, khác gì các bậc đế vương. Mình ơi, mình đâu rồi? Trời ơi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ ơi, chúng tôi phận bé không cứu được bà chủ, vì bọn bồ tao đông quá, hung dữ quá. Bồ tao tàn ác, ta phải đi cứu vợ ta ngay mới được. Ông chủ, hãy cho chúng tôi đi theo với. Nhưng các ngươi sức phốc nhỏ bé, chỉ e chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Chúng tôi chẳng nề hà gì, ông cứ cho chúng tôi theo cùng, có thể giúp ích cho ông điều gì. Các bạn yêu quý hãy nhìn xem, tình bồ tao tàn độc còn biến những người dân hiền lành của chúng ta làm nô lệ phục vụ cho hắn. Giờ thì ta cần sự giúp đỡ của các bạn. Các bạn có sẵn sàng không? Chúng tôi sẵn sàng. Bồ tàu nham hiểm, chúng lại đông người. Nếu đấu sức với chúng, chúng ta sẽ không thể thắng nổi. Chỉ có cách chúng ta cùng chung sức và nghĩ cách đấu trí với hắn mà thôi. Có lẽ chiếc quạt thần được cất giấu trong chiếc hòm gỗ kia. Các con vật nghe theo lời căn dặn của Iris, mỗi con đều lo đi làm phần việc của mình. Chó mèo gây ồn ào để đánh lừa sự chú ý của bồ tao, giúp cho chuột và nhím đục hòm lấy quạt thần. Ồn ào quá, cút ngay. Tên Iris khốn kiếp, mày dám đến đây ăn trộm quạt thần của ta. À, chị thế này. Vợ chồng Iris đã trao trả lại chiếc quạt thần cho thủy cung. Phòng hờ lại có kẻ khác nổi lòng tham muốn chiếm đoạt. Từ đó về sau,
chàng Iris và vợ quay trở lại với cuộc sống lao động trước đây. Dù có khó khăn, nhưng căn nhà của Iris lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Chuột con bướng bỉnh. Ôi Siết kìa, Siết về làng bà con ơi. Mau mau đến xem thôi. Vui quá à, mình cũng phải vào xem mới được. Hoàng hô, giỏi quá, giỏi quá. Tuyệt vời, thật không thể tin được luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Chuột con, trả ngay quả trứng cho gà mẹ mau lên. Đấy, cô nhìn xem, thật hết nói nổi con nhà cô. Nó cả gan lấy cả trứng của tôi để làm trò hề nữa kia kìa. Đến chết mới còn mất thôi. Suốt ngày gây chuyện, khiến mẹ xấu hổ với mọi người. Biết bao giờ con mới thôi bày những trò vớ vẩn như thế này nữa. Ôi mẹ ơi, đa tay con. Như con nhà người ta từng này tuổi, đã biết giúp mẹ ra ngoài kiếm thức ăn cho gia đình, hoặc ít nhất cũng chăm lo học hành, bài vở. Còn con nhìn lại con xem, tối ngày bày ra những trò vớ vẩn, lố lăng à. Con không bày trò lố lăng, con biểu diễn và được mọi người tán thưởng. Không phải ai cũng làm được như con đâu mẹ à. Con còn dám cãi mẹ nữa chứ. Thế con có nghĩ cho mẹ chút gì không? Người ta bảo mẹ không biết dạy con kia kìa. Bao giờ con mới hiểu chuyện đây? Con sẽ xin vào đoàn xiếc làm, rồi đi biểu diễn khắp nơi. Khi đó, mọi người sẽ công nhận tài năng của con và con sẽ nổi tiếng. Con đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Thực tế không dễ như là con tưởng tượng đâu. Con đã lớn rồi, con muốn làm gì kệ con. Dạ, cháu chào bác ạ. Chào cháu, cháu tìm gặp ta có chuyện gì vậy? Dạ, cháu muốn được tham gia đoàn xiếc của bác ạ. Nhưng cháu bé tí thế này Tuy bé, nhưng cháu có thể làm được nhiều trò lắm ạ. Như là... cháu có thể cưỡi ngựa được ạ. Hãy, cẩn thận. Hả? Leo từ đâu được giờ nhỉ? Chỉ có mỗi đuôi là bám được để đu lên. Được rồi, mình sẽ leo từ đuôi. Bám được rồi. Ôi trời ơi, sai nắm đuôi của tôi vậy. Cứu với. Tranh còn láo toét, mới sáng ra đã chơi đùa kỳ cục. Lần sau để ta bắt gặp thì đừng trách. Cháu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Cháu không sao bác ạ. Không sao là tốt rồi. Bác hiểu, cháu rất đam mê diễn xiếc. Nhưng để theo được nghề này, cháu phải trải qua một quá trình luyện tập bền bỉ và cực khổ. Giờ cháu hãy còn bé, chỉ cần chăm chỉ học hành, chăm ngoan, nghe lời bố mẹ là được rồi. Thật là mất mặt quá đi mất. Khi nãy giờ bất cẩn nên mình chưa leo lên được lưng ngựa. Chứ không thì mình đã có một màn cưỡi ngựa hoành tráng rồi. Được rồi, mình sẽ trổ tài một lần nữa. Và bác chuột sẽ phải mời mình vào đoàn xiếc cho mà xem. Mẹ ơi, chiều mai mẹ mà rảnh thì ra đầu làng nha. Con có bí mật muốn cho mẹ xem. Sao, có chuyện gì nữa hả con? Mẹ cứ ra thì biết ngay. Ôi dào, mẹ còn bận đi kiếm ăn, đâu rảnh mà đi chơi bời với con. Chắc con lại bày ra mấy cái trò vớ vẩn nữa hả? Con mà chịu khó đi kiếm ăn với mẹ thì có phải tốt hơn không? Mẹ lại nói vậy nữa rồi. Để rồi xem, mẹ sẽ phải công nhận mình không phải đứa vô dụng. Hãy nhìn kìa, cậu ấy leo lên đấy làm gì đấy? Cậu ấy biết diễn xiếc kìa, là đi trên dây đó. Giỏi quá chừng, có kém gì diễn viên xiếc đâu. Tôi là hàng xóm với cậu ta đó. Có lần cậu ấy còn đi trên một quả trứng dễ như bỡn ấy. Wow, tuyệt thật đấy, bé vậy mà giỏi quá à. Hả, không biết có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông thế kia nhỉ? Có chuyện gì mà tụ tập đông thế hả các bác? Kìa, chuột con nhà chị đang biểu diễn xiếc trên không trung kia kìa. Hả? Ôi, chuột con, sao con tôi lại leo lên kia làm trò gì thế? Mẹ cũng đến xem mình biểu diễn ư? Ác vịt, mà bơi ra cứu cậu ấy đi. Ôi, chuột con của mẹ. Ôi, lại trời, cứu được cậu bé. Ôi, chuột con của mẹ, mẹ cứ nghĩ là sẽ mất con rồi. Mẹ, con xin lỗi.
suýt chút nữa con đã mất mạng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Từ nay con hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải phiền lòng nữa. Con biết lỗi của mình là được rồi. Thật may là con vẫn bình an. Những trò diễn xiếc vô cùng mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể xảy ra tai nạn ngay. Vậy nên không được tự ý tập luyện khi chưa được sự cho phép của người lớn. Cháu nhớ chưa? Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Không riêng gì nghề xiếc, nghề nào cũng vậy. Phải học hành bài bản, từng bước. Suy nghĩ nóng vội thì không thể nào thành công được. Có công mài sắt, có ngày mới nên kim được. Lòng tốt không đúng chỗ. Sư phụ để cái đèn chiếu thu nhỏ đâu rồi nhỉ? Hôm sinh nhật mình phải cần nó. À, hay ở dưới hầm nhỉ? Phải rồi, mình phải xuống tìm thôi. Thầy để ở đâu nhỉ? Đã tìm thấy. Cái này trông bé vậy thôi, chứ nó chiếu sáng còn hơn cả đèn pha ngoài quảng trường. Ôi trời ơi, cái đèn pin bị rơi hỏng rồi. Tối quá, mình chẳng thấy gì hết. Không phải cái đèn pin rồi, cái gì thế? Máy phát hiện sự thật. Phải tìm gì đó để thử cái máy phát hiện sự thật này xem thế nào mới được. Dây trắng à, có chuyện gì mà trông cậu buồn vậy? À tớ, tớ bị ai đó đánh cắp chiếc khăn len mượn của bạn hô sao rồi. Tớ không biết phải ăn nói với bạn ấy sao đây nữa. Có chắc không? Cậu có nhớ lần cuối cậu mang nó đi chỗ nào không? Rõ ràng tớ đeo nó đến dự lễ hội mùa xuân mà. Trong lúc tớ đang mãi xem, chắc chắn có ai đó lợi dụng lúc đông đúc để rút chiếc khăn trên cổ tớ trong lúc tớ không để ý rồi. Đã đến lúc dùng thử cái máy phát hiện sự thật mình mới tìm được này rồi. Phải thử xem mới được. Hãy tìm ra sự thật, ai đã đánh cắp chiếc khăn của dây trắng. Cậu đang làm gì vậy? Không tìm ra đối tượng, vui lòng đặt câu hỏi khác. Cái máy này bị hỏng rồi à. Hồi nay cậu đang dùng cái gì thế? Máy phát hiện sự thật. Tớ thấy nó ở trong hầm nhà sư phụ tớ. Nó hỏng rồi. Thảo nào nó bị bỏ quên ở trong hầm. Mà thôi, thử lại lần nữa xem sao. Hãy tìm ra sự thật chiếc khăn len đang ở đâu. Ôi, đúng rồi, tớ quên mất. Trước khi đến lễ hội mùa xuân, tớ đi dừng lại ở con suối này rửa mặt và đã cởi khăn ra treo lên cành cây. Ê trời ạ, tớ đản trí quá chừng. Tuyệt quá, thì ra nó vẫn còn dùng tốt. Lần đầu tiên tớ hỏi, nó báo là không tìm ra đối tượng vì không ai lấy khăn của cậu cả. Đi, chúng ta đến bờ suối xem chiếc khăn còn đó không. Chiếc bảo bối của cậu thật là quá tuyệt vời. Có nó, từ nay mọi sự thật không thể giấu qua mắt cậu nữa. Từ nay muốn biết sự thật gì thì cứ gọi tớ. Bảo bối này thật là hay, mình sẽ biết được nhiều sự thật hơn nữa. Sóc đỏ và thỏ xám, dạo này chơi thân với nhau cơ à. Ngày trước mình còn nghe cậu ta nói xấu sóc đỏ ghê lắm cơ mà. Mình phải cho sóc đỏ biết bản chất của thỏ xám mới được. Quả này ngon này, cậu ăn đi. À, cảm ơn cậu. Sóc đỏ ơi, lại đây, tớ bảo cái này. À, gấu con, có chuyện gì thế? Thì cậu cứ lại đây với tớ, mình sóc đỏ thôi nha. Có chuyện gì mà cậu ấy ra vẻ bí mật thế không biết. Thôi, đợi tớ một chút, tớ ra chỗ gấu con xem có chuyện gì nha. Ừ, cậu cứ đi đi. Tớ ghét sóc đỏ, cậu ta luôn tỏ ra mình thân thiện. Nhưng thật chất là cậu ta rất ích kỷ và tính toán. Tớ sẽ chẳng bao giờ làm bạn với cậu ta cả. Đấy, cậu thấy chưa? Không ngờ cậu ta thật quá đáng. Cậu là người bạn tôi, cậu nói xấu tớ, coi thường tớ. Vậy mà tớ lại đi xem cậu như bạn thân của mình. Từ giờ đừng có tìm tớ nữa. Chúng ta từ nay coi như không quen biết nhau. Sóc đỏ, cậu... Sao cậu lại làm thế hả gấu con? Tớ thật sự rất quý sóc đỏ. Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ mà. Cậu nói dối. Trước đây cậu đã nói xấu cậu ấy cơ mà. Bởi vì ngày trước tớ hiểu lầm sóc đỏ nên tớ mới vậy. Tớ đã rất hối hận về điều này rồi mà. Gấu con, có chuyện gì thế?
Sư phụ về rồi ạ. Sư phụ đang hỏi con đã làm gì mà bạn thỏ xám lại khóc cơ mà. Dạ con thấy cái máy này trong hầm nhà mình. Con đã thử và đã giúp bạn dây trắng tìm ra chiếc khăn. Lần này con đang dùng nó để giúp bạn sắp đỏ nhìn ra sự thật. Con... Trời ơi, nó đã mất cách đây mấy năm. Sư phụ đã tìm nó rất nhiều lần mà vẫn không thấy. Con thật là tùy tiện. Sao con lại tùy tiện dùng đồ phép khi thầy chưa cho phép hả? Con có biết cái này không được phép dùng trong đời thực hay không? Dạ, con... Thỏ xá mà, ta hiểu cháu. Dù trước đây cháu có thành kiến với sóc đỏ, nhưng bây giờ thì tình bạn của cháu đối với sóc đỏ là thật lòng. Gấu con đã không hiểu điều đó, nên đã làm tổn hại đến tình bạn của các cháu. Gấu con, không mau xin lỗi bạn đi, còn làm gì nữa? Ta xin lỗi thỏ xám. Ta sẽ đi tìm sóc đỏ để nói rõ sự thật, không để cậu ấy hiểu lầm cậu nữa. Thật chứ, ta cũng hy vọng thế. Nếu như chiếc máy này không bị thất lạc thì ta đã làm việc này từ lâu rồi. Con có biết tại sao ta kiên quyết phá bỏ chiếc máy này đi không? Dạ không ạ. Mấy năm trước khi ta phát minh ra cái máy này, ta đã rất vui vì nghĩ rằng đã phát minh ra được một công cụ để hóa giải mọi bí mật và lừa dối trên đời này. Thế nhưng đến khi ứng dụng nó, ta mới biết nó là một sai lầm khủng khiếp. Mặt tốt của nó rất ít, còn lại nó chỉ mang lại điều tiêu cực mà thôi. Sống trên đời, nếu chúng ta biết hết mọi sự thật, chúng ta sẽ không còn vui vẻ nữa. Nó chỉ làm tổn thương và hoài nghi lẫn nhau thôi. Nhiều sự việc nó chỉ đúng tại một thời điểm thôi. Có thể sự thật hôm nay nó là thế này, nhưng tương lai nó lại là khác. Cũng giống như trường hợp vừa rồi, con hiểu không? Vâng ạ. Từ nay, đừng có tùy tiện dùng các máy phép thuật khi con chưa có kiến thức về nó, nghe không? Vâng, thưa sư phụ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.